Chào mừng các bạn đến với tiên điệp tướng Illaoi, nữ tu thủy thần. Chúng ta không phải là một linh hồn, mà là rất nhiều. Một cư dân của quần đảo Mãng Xà và thường xuyên ghé qua Binwater, Illaoi du hành ra ngoài vùng đất quê hương để thử thách những ai bà cho là xứng đáng. Nữ tu thủy thần sử dụng sức mạnh của thần linh qua một tượng thần bí ẩn để rút linh hồn của những kẻ được thử thách và buộc họ phải chiến đấu vì nó. Mục đích của Illaoi là truyền bá giáo điều đơn giản của bà: tiến lên phía trước hoặc là chết. Trong trận, Illaoi là một dũng sĩ đường đơn có thể kéo linh hồn các nạn nhân ra khỏi thể xác và thống trị một khu vực rộng lớn trên bản đồ. Nội tại của Illaoi là tiên tri thượng thần. Sau một thời gian, Illaoi triệu hồi một xúc tu ở trên tường gần đó. Xúc tu không tự mình làm gì, nhưng chúng sẽ tương tác với những kỹ năng của Illaoi và sẽ tồn tại cho đến khi Illaoi từ bỏ chúng hoặc chúng bị tiêu diệt. Quy của Illaoi là xúc tu tàn phá. Illaoi quật một xúc tu xuống hướng chỉ định, gây sát thương lên tất cả các kẻ địch chúng phải. Nội tại của chiêu này, xúc tu sẽ hồi máu cho Illaoi bằng một phần lượng máu đã mất mỗi khi nó đánh trúng tướng địch. Dùng xúc tu tàn phá để quấy rối đối thủ cùng đường từ xa. Nếu nhắm tốt, bạn sẽ hồi lại một ít máu khi đập xúc tu trúng kẻ địch. W của Illaoi là lời răn khắc nghiệt, biến đòn đánh thường tiếp theo của bà thành một cú lao tới ở khoảng cách ngắn, gây thêm sát thương vật lý cho nạn nhân. Lời răn khắc nghiệt còn có một công dụng khác: bất kỳ xúc tu nào ở trong tầm với đến mục tiêu của Illaoi cũng sẽ quất vào hắn. Dùng lời răn khắc nghiệt để cho đối thủ của bạn biết ai là kẻ ngốc khi hắn tiến lại để phá một xúc tu. Tiếp theo là E của Illaoi, thử thách linh hồn. Một kỹ năng định hướng có tầm sử dụng trung bình kéo ra linh hồn của tướng địch đầu tiên chúng phải. Linh hồn bị kéo đến gần Illaoi không thể di chuyển, tồn tại trong khoảng 10 giây và có máu tương đương với lượng máu hiện thời của thể xác. Nhưng cái hay ở đây là Illaoi và đồng minh có thể tấn công linh hồn bằng đòn đánh thường và kỹ năng, gây một phần lượng sát thương lên thể xác. Nếu đội của Illaoi có thể tiêu diệt linh hồn trước khi nó quay lại thể xác, hoặc nếu thể xác chạy ra quá xa, hắn sẽ bị làm chậm trong chốc lát và biến thành tế phẩm. Điều này là cực kỳ tệ cho hắn, bởi tế phẩm cũng có thể triệu hồi những xúc tu và chúng sẽ tự do tấn công các linh hồn và tế phẩm xung quanh. Thế không có nghĩa là mục tiêu của Illaoi không thể làm gì khi bị thử thách. Nếu Illaoi bắt được linh hồn của chúng, kẻ địch có thể tấn công chính Illaoi để giảm bớt thời gian tồn tại của linh hồn. Nếu bị biến thành một tế phẩm, kẻ địch cũng có thể tự rũ bỏ lời nguyền bằng việc tiêu diệt 3 xúc tu của Illaoi. Thử thách linh hồn đặc biệt hiệu quả với tướng tầm xa. Linh hồn rất dễ tổn thương bởi chúng không thể di chuyển, và nếu bạn kéo được chúng khi ở gần xúc tu, bạn sẽ gây thêm được rất nhiều sát thương và càng dễ biến đối phương thành một tế phẩm hoặc bị hạ gục. Điều đó cũng có thể xảy ra. Cuối cùng, chiêu cuối của Illaoi là bước nhảy niềm tin. Illaoi nhảy tại chỗ trước khi đập tượng thần xuống, gây sát thương trên diện rộng cho tất cả các kẻ địch xung quanh và triệu hồi một xúc tu với mỗi tướng địch và linh hồn chúng phải. Trong vài giây sau khi sử dụng bước nhảy niềm tin, Illaoi được giảm mạnh thời gian hồi chiêu của lời răn khắc nghiệt. Và thế là rất nhiều xúc tu ở khắp nơi. Giữ bước nhảy niềm tin lại cho các cuộc giao tranh lớn. Đây là một kỹ năng trên diện rộng và rất đáng sợ khi dùng ở những khu vực chật hẹp như hang rồng và Baron. Và ở đường giữa nữa, một khu vực chật hẹp, khó di chuyển. Được rồi, cùng xem xét cách chơi nào. Đầu tiên, cố gắng đứng gần xúc tu nếu bạn định đổi máu. Chúng chậm chạp và dễ né chắc chắn rồi. Nhưng nếu bạn dùng thử thách linh hồn chuẩn xác, bạn sẽ gây được cả đống sát thương và thậm chí có thể thu được một tế phẩm. Illaoi sẽ trở thành Illaoi địa ngục trong những đoạn đường hẹp, như là ở bất kỳ nơi nào trong rừng. Bà ta lén lút tung ra bước nhảy niềm tin
và dù chỉ tạo ra 2 xúc tu với nó, sát thương của chúng cũng đã là khá đủ rồi. Nhớ dùng lời gian khắc nghiệt khi có thể nếu bạn có xúc tu để tối đa hóa lượng sát thương. Giờ đến phần giao tranh, luôn để ý tới kẻ địch và môi trường xung quanh khi bạn lao tới. Tiến quá sâu, bạn sẽ nhanh chóng thấy mình bị đội địch dồn sát thương và hạ gục. Bạn có thần linh bên cạnh, nhưng bạn không phải là một vị thần. Đây là một lưu ý cho những ai có linh hồn bị Illaoi bắt được. Ví dụ đầu tiên, Darius thấy không có xúc tu nào xung quanh để có thể bị đập xuống đầu, nên hắn vẫn đứng lại đánh. Vào lúc linh hồn hắn sắp biến mất, Illaoi và Javan đã bị rút máu quá nhiều khiến Darius có thể ăn được double kill khá đơn giản. Ở đoạn phim thứ 2, Illaoi kéo linh hồn của Darius ngay dưới chân hai xúc tu và chúng ngay lập tức quật xuống. Không muốn gục ngã, Darius bỏ chạy và vẫn sống sót dù tạm thời bị biến thành tế phẩm. Cuối cùng, đây là một ví dụ về giao tranh tổng. Bất cứ khi nào kéo được linh hồn ra và biến kẻ địch thành tế phẩm, bạn nên ngay lập tức tìm cách mở giao tranh. Tế phẩm sẽ tạo ra xúc tu hỗ trợ khi bạn lao vào. Và một khi bạn dùng được bước nhảy niềm tin, bạn sẽ có một đội quân phối hợp cùng bạn phá tan đội hình địch. Hãy để ý cách Illaoi thu hút được tất cả các sự chú ý, nhưng vẫn sống sót qua nhiều phát bắn từ trụ và cả máy chém Noxus nhờ được xúc tu hồi máu liên tục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tia điểm tướng Illaoi. Vui lòng đăng ký kênh YouTube của Vietnam Esports TV và để lại bình luận ở bên dưới. Thử thách đã đầy.